khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn rất kỳ đặc bạch thiện thệ rất hy hữu phật đối với các pháp sở hữu ở quá khứ vị lai và hiện tại không pháp nào là không chứng biết đối với tất cả pháp chân như pháp giới pháp tánh vân vân không có pháp nào là chẳng chứng biết đối với các giáo pháp không có pháp nào là chẳng chứng biết đối với tâm hành sai biệt của các hữu tình không có tâm hành nào là chẳng chứng biết đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật ở quá khứ vân vân đều chứng biết hết. Đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật vị lai đều chứng biết hết. Đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật hiện tại đều chứng biết hết. Đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và Pháp đã diễn nói, Bồ Tát, Thanh Văn, cõi Phật vân vân các việc trong mười phương thế giới đều chứng biết hết. Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát đối với sáu phép ba la mật đa, rõng mãnh, tinh tấn, luôn cầu không nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với sáu phép ba la mật đa này có khi đắc, có khi không đắc phải không? Phật dạy, này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với sáu phép ba la mật đa này luôn luôn rõng mãnh, tinh tấn, ưa cầu không nghỉ, thì khi nào cũng đắc, không có khi nào là chẳng đắc vì sao? Này xá lợi tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, đối với sáu phép ba la mật đa này, luôn luôn rõng mãnh tinh tấn, ưa cầu không nghỉ, chư Phật Bồ Tát thường hộ niệm. Xá lợi tử bạch Phật, bạch thế tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu khi chẳng đắc, kinh tương ưng sáu phép ba la mật đa thì như thế, sao có thể nói họ đắc sáu phép ba la mật đa này? phật dạy này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân kia đối với sáu phép ba la mật đa này luôn luôn rõng mãnh tin cầu chẳng đói hoài thân mạng mà có khi chẳng đắc kinh tương ưng này thì đó là điều không thể xảy ra vì sao này xá lợi tử vì thiện nam tử thiện nữ nhân kia vì cầu quả vị giác ngộ cao tột mà thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng các loại hữu tình khiến họ đối với kinh điển tương ương sáu phép ba la mật đa này thọ trì đọc tụng tư duy tu học do căn lành này, tùy theo chỗ sanh ra, thường có được kế kinh tương ương sáu phép ba la mật đa này, để thọ trì đọc tụng dõng mãnh tinh tấn, như giáo tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 302